Thời gian bay đến sân bay Changi dự định sẽ là 1:30 PM. Vì sự thoải mái và an toàn, quý khách vui lòng không sử dụng bất cứ thiết bị điện tử sách tay nào trong chuyến cất cánh và hạ cánh. Điện thoại di động không được sử dụng trong suốt chuyến bay. Quý khách vui lòng cài dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế, gập lại bàn ăn, mở tấm rèm cửa sổ và không hút thuốc trong suốt chuyến bay. Xin cảm ơn và kính chúc quý khách.